Ngày 17 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án giết người với 9 bị cáo gồm Nguyễn Trần Trung Kiên, 17 tuổi, Nguyễn Hoàng Tiến, 19 tuổi, Tạ Hoàng Phúc, 18 tuổi, Võ Nguyễn Hoàng Long, 20 tuổi, Nguyễn Hải Đăng, 17 tuổi, Lê Trần Duy Khang, 17 tuổi, Trần Lê Khoa, 20 tuổi, Nguyễn Trường Thành, 20 tuổi, Lê Hoàng Anh Tuấn, 20 tuổi, cùng ngụ Long An. Theo cáo trạng, A là học sinh lớp 11 trường Nguyễn Văn Rành, thành phố Tân An, Long An và có va chạm với một học sinh cùng trường. Học sinh này kể lại chuyện mình có va chạm với Kiên. Sau đó, Kiên liên hệ với K qua Facebook thì được K trả lời là muốn hẹn ra đánh tay đôi. Sau đó cả hai hẹn 16 giờ ngày 17 tháng 10 năm 2022 sẽ đánh nhau tại một con đường phía sau bệnh viện Sản Nhi Long An. Tuy nhiên, sau khi hẹn đánh tay đôi với K thì Kiên đã rủ thêm bạn bè là 8 bị cáo trên giúp Kiên đi đánh K. Đến chiều ngày 17 tháng 10 năm 2022, K nhờ một bạn cùng lớp trở đến địa điểm đã hẹn trước để giải quyết mâu thuẫn. Vừa xác định được mặt K, 9 bị cáo đã bao vây dùng nón bảo hiểm và chân tay đánh K, đến khi K ngất xỉu, sau đó tử vong do chấn thương sọ não. Các bị cáo tham gia đánh chết K nhanh chóng bị Công an thành phố Tân An bắt về tội cố ý gây thương tích và sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã chuyển sang khởi tố tội giết người. Tại tòa, các bị cáo đều tỏ ra ăn năn, nhận toàn bộ hành vi và xin giảm nhẹ tội để về với gia đình. Xét quá trình gây án và từng hành vi cụ thể của các bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Kiên mức án 8-9 năm tù, Tiến mức án 7-8 năm tù, Phúc mức án 7-8 năm tù, Long mức án 4-6 năm tù, Đăng mức án 4-5 năm tù, Khang mức án 4-5 năm tù, Khoa mức án 4-5 năm tù, Thành mức án 4-6 năm tù và Tuấn mức án 3-4 năm tù. Phiên tòa nghị án kéo dài và dự kiến tuyên án lúc 8 giờ ngày 24 tháng 1.